Rồi, là nói đầu tiên cho Nguyên được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cô chú quý anh chị em đang xem cái video này ha. Thì hôm nay cậu Nguyên sẽ tiến hành ghép rễ cho cây mai. Thì như các bạn đã xem trên kênh của cậu Nguyên rồi đó, thì mình cũng đã hướng dẫn về cách ghép mai, ghép đồ cũng khá là nhiều. Tuy nhiên cái phần ghép rễ thì hiện nay thì mình cũng ít là làm, hôm nay lại có dịp để làm cũng như là chia sẻ với cô chú quý chị em đam mê vàng, để mà chúng ta có một cái cây mai á, nó đẹp. Cái thứ hai là nó nhiều rễ, thì ghép phần rễ thì nó cũng tương tự như ghép cái trên cái phần bo ghép rồi của chúng ta thôi mọi người. Chủ yếu là cái bo nó áp sát và cũng như là cái độ già, độ tươi của cái bo, cái mà cái rễ ghép á, nó vừa mà nó không già quá và nó cũng không non quá là ok nhất. Và cũng như là những cái cây mai á, mà chúng ta ghép á, thì nó cũng vừa độ trung bình của nó, tức là nó không có già, nó không có non, thì ghép nó sẽ tỷ lệ đạt nhiều hơn. Thì bây giờ đầu tiên á, thì không thể thiếu đó là cái phần mà rễ nè. Mình đã lựa chọn rễ thì đây mình cũng khá nhiều nên mình bỏ một hai cây để làm những cái mai khác, thì cái rễ này thì nó cũng khá là phù hợp rồi mọi người nữa. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ chọn hai cái dao, một cái dao gọt giấy nhỏ nè, tại vì ghép ở rễ nó không có giống như ghép ở trên cành nó dễ, còn ghép rễ những ngóc ngách hay gì ấy hoài những cái rễ rồi mọi người nó rất là khó nó, cho nên chọn. Thì đồ nghề thì cũng trên đây chuẩn bị đủ, và con dây ghép nè. Cái thứ hai là có thể là gọi dùng con dây bao để chúng ta cố định lại, hoặc là những chúng ta cứ sử dụng cái băng keo, thì sử dụng ba cái nào cũng được hết trơn mọi người, miễn yêu cầu nó cố định lại được và nó giữ lực lại, để mà trong cái thời gian cái tế bào nó liền lại với nhau thì nó sẽ đạt yêu cầu thôi đó. Thì ở đây là cây mai mình đã tiến hành mình chuẩn bị để mà mình ghép rồi mọi người đó. Cây này nó cũng đang phát triển và điều kiện như là cây đang phát triển mạnh và tươi tốt thì chúng ta có thể tiến hành chúng ta ghép ha. Rồi thì bây giờ cậu Nguyên sẽ tiến hành thao tác để cùng chia sẻ, mong cô chú anh chị em khi xem video này có thể là thích, yêu thích cũng như đăng ký để ủng hộ cho kênh ha. Một lần nữa cậu Nguyên xin rất là biết ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh cậu Nguyên ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm mọi người, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay sát lại để cho mọi người dễ xem. Thì như mọi người đã thấy nè, mình sẽ quay vòng, tại vì cây mai mình đang nuôi trong cái chậu sơn 16 mọi người. Thì thường nuôi trong cái chậu nhỏ thì cái rễ nó sẽ bóp nó đẹp hơn ha. Đó, rồi thì cái phần ở đây thì những cái rễ nào mà nó không có đạt thì mình sẽ cắt bỏ thôi. Thì bên này mình thấy cái rễ nít quá cho nên mình muốn chọn một cái nhiều rễ hơn nữa, thì mình sẽ tiến hành mình ghép. Thì cái này mình cũng đã làm rất là nhiều và thành công rất là nhiều rồi ha mọi người, cho nên hôm nay thì mình tiếp tục làm để chia sẻ với mọi người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghép ở cái phần điểm này nè mọi người. Đây, mình sẽ quay màn hình lại cho mọi người xem. Đây, mình sẽ tiến hành mình ghép ở cái điểm này ha. Đó. Thì trước khi mà công Nguyên ghép đó mọi người, thì bây giờ mình sẽ chọn một cái cờ rễ để ghép. Thường thường có một cái đoạn thẳng thì nó sẽ dễ hơn ha. Thì ở đây là cái mai mình bỏ, thì cho nên là mình sẽ tiến hành. Đây mình thấy một cái cọng rễ đây nó cũng khá là đẹp nè. Nó cũng khá là đẹp và nó đạt yêu cầu, thì mình sẽ tiến hành bấm bỏ đây. Đây là cái phần rễ nè. Thì những cái phần đuôi như thế này, những cái nếu mà các bạn trong cái quá trình ta làm mình đối với những cái phần mà nó có cái rễ cám thì chúng ta nên bấm những cái đầu rễ ra đây, tại vì khi mà các bạn nó có những rễ cám thì rễ nó sẽ không có ra. Nhưng mà bạn bấm như vậy thì cái mai á nó đã giống như chúng ta đứt tay mà chúng ta lành vết thương á, thì khi mà nó làm như vậy thì nó sẽ bị đứt rễ, thì nó sẽ ra rễ thêm nữa, còn không thì nó cứ dạch đi hoài ha mọi người. Đó là cái cơ chế của nó này. Đó. Đây nè, bây giờ nếu mà cái cọng rễ này dài quá thì mình sẽ bấm bỏ nó. Cọng rễ này cái cỡ chiếc đũa quá đó, mình sẽ ghép áp vô đây nha mọi người. Đó, rồi đó, mình sẽ ghép áp gì tạo một cái cọng rễ buông xuống và thọt xuống đây nè mọi người, để cho cái quan nó sẽ làm để nó tạo một cái điểm nhiều hơn nữa ha. Đó. Thì chúng ta sẽ bươi ra, mình đầu tiên mình sẽ tiến hành mình bươi thành một cái nó, đầu tiên mình sẽ bươi thành cái rãnh để nữa mà mình thọt cái phần rễ xuống đó, để tạo cái độ tùy theo chúng ta sắp thôi ha. Thì nếu mà chúng ta muốn cho nó nằm ở dưới này thì chúng ta có thể là nó thọt xuống nè, móc qua nè, để mà
luồn cho nó nằm ở phía bên trong này, để nữa nó rồi chúng ta kẹp xuống thôi, nó thì nó sẽ nữa nó sẽ thành một cái củ đặc đẹp hơn nữa. Thì đó là cái phần mà mình thường hay làm á mọi người. Nó thì cái phần này chúng ta cứ để ngoài đấy thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở miệng và cũng như là gọt này. Thì cái này nó hơi là lu bu chút ha. Đó, đây nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gọt cái phần này trước đi. Gọt để cho nó sắc hồi nãy mình cắt nè mọi người. Thì đối với con nguyên thì mình làm mình sẽ mở cái miệng ở trong cái thân ra mà ghép ra ngay ngay chỗ này đây. Mình ghép ra. Nó thì đối với khi mà các bạn ghép cái này như thế này hoặc là ghép nhiều cái thì vẫn được bình thường. Tuy nhiên mình sẽ ghép như cái này để cái này lành nha, mở ra thì mình sẽ tiếp tục ha. Rồi chỉ có nhiều thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở miệng ra để cho mọi người xem đây. Ngay cái phần này ha. Rồi mọi người thì đầu tiên mình cũng sẽ mở miệng ra thôi. Đó. Không không sợ nó hư ha mọi người. Mở miệng giống như là cái phần mà mình ghép bo thôi. Cái này mình sẽ mở miệng thành một cái hình chữ U ngược. Mình mở cái miệng ra lớn ra bình thường nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm từ từ tại vì mình đặt cái máy quay nó cho nên là nó hơi khó hơn so với bình thường. Đó. Thì các bạn biết cái này cái mai này á mọi người là nó rất là dễ tách vỏ nè. Bây giờ mình sẽ dùng một cái con dao lớn mình sẽ nạy cái vỏ ra. Đó, mọi người thấy không? Quá trình tách vỏ rất là dễ dàng luôn. Đó. Thì đối với tại mình làm cầm dao nhỏ là các bạn biết sao không? Tại vì đối với những cái điểm mà nó nhỏ quá mình không có thể là thọt cái kéo cái dao lớn này vô được thì mình sẽ sử dụng cái dao nhỏ để mình dễ làm thao tác thôi mọi người. Đây là cái quá trình mở miệng cho cây. Mình sẽ gọt một xéo đường thẳng xuống nè mọi người để cho cái quá trình nó áp vô nó sẽ là ôm sát vô cái thang. Rồi bây giờ cắt gọt rồi thôi. Đó. Như vậy là mình đã mở miệng trên cái thang phần thân xong rồi đó mọi người. Thì ghép này sau này nổi liền lại nè, thấy không? Là mình đã mở miệng xong chữ U ngược nè, rồi cứ để vậy, đừng tránh tình trạng gãy nha mọi người. Ở cái thứ hai nữa là mình sẽ coi có nên để luồn ở trong luôn không hay là để ngoài thì nó sẽ tiện hơn. Ở cái này mình sẽ tiến hành mình lấy mình để ngoài ha, để mình ép vô để cho nó thành một cái củ đặc là được rồi. Ghép ở ngoài thì nó sẽ dễ và nhân tiện mình sẽ dễ hướng dẫn các bạn hơn luôn. Đó. Thì bây giờ mình không có dội mình chôn xuống ha, nè bây giờ mình sẽ gọt cái đầu lại nè. Và cái đường này là tại vì cái đường này là cái đường thẳng chứ cái đường co nè, mình sẽ gọt này nè mọi người, nó nè thấy không, đường cong của nó nè, mình sẽ gọt một cái đường dài ra. Đó. Này mình sẽ làm hơi chậm ha để chia sẻ với mà này hướng dẫn là cho những anh em nào mà chưa biết gì luôn ha. Nè thấy không, rất là bằng nè mọi người, khi mà để lên cái dao á nó sẽ bằng phẳng đó, nó ôm sát cái dao luôn thì như thế là thành công. Cái này phải đòi hỏi phải cái ghép lâu mới có được đó. Rồi xong như vậy là đã xong mặt nè, mặt thứ ngoài nè mình cũng sẽ giót nhẹ lại nhưng mà nó cái phần đi nó sẽ ngắn hơn cái phần phía bên trong đó. Cho nó dẹp lại thật là dẹp để nó sẽ nữa khi mà ép vô nó sẽ ôm sát lại. Này mọi người đó. Thì bây giờ cái phần ngoài và phần trong nó đã ok. Thì bây giờ mình chỉ cần mình gắn vô thôi ha. Bây giờ mình sẽ hơi lật lại phía này. Nè mọi người xem nè. Mình đẩy nhẹ lên nè. Đó, thấy không? Thì á nó ôm vô luôn. Nó ôm cái phần rễ vô, thấy không? Đó, đẩy lên chút nữa. Đó, thấy không mọi người? Rồi bây giờ đó, tại vì do cái phần này nó lực nó rất là lớn. Mình có thể sử dụng cái băng keo, mình ở đây mình sẽ sử dụng băng keo đen miễn sao cho nó hợp lý là được rồi. Chứ mình không có sử dụng băng keo này. Băng keo này mình có thể làm bịch ở ngoài được mọi người. Đó. Rồi bây giờ đó, mình sẽ tiến hành mình quấn lại để cố định cái phần
Dải dừa mới 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 ghép ha. Và cái trong cái tình trạng này là chúng ta nên tránh nè mọi người, tránh cái tình trạng cái biết gì không, nước vô nha. Thì chúng ta sẽ bịt thêm một cái phần bịt ở ngoài nữa để giúp cho cái nước không có vô được cái phần rễ, nó vô là hư. Còn cái rễ nè, các bạn thấy không, nó chủ lũi, nhưng mà thật sự nữa khi mà nó tiếp xúc nhau nhựa của cái cây này mà mai mạnh của mình mà, nó sẽ truyền xuống rễ, nó giúp cho rễ phát triển, từ đó rễ nó sẽ nuôi ngược lại cái phần thân ha. Thì cái đó là cái dây chuyền của mà ghép rễ là nó vậy mọi người. Thì cái rễ trong cái phần đầu thì nó có thể hơi yếu thôi, nhưng mà cái phần sau thì nó sẽ mạnh lại. Lý do nó sẽ nhận được dinh dưỡng và nó ra rễ nhiều thì nó sẽ phát triển mạnh ha, và nó nuôi ngược lại cái thằng thân. Thì đó là cái phần mà Trung Nguyên muốn chia sẻ với người, nói mình sẽ quấn hơi cao lên tí để anh chị tránh tình trạng nước nó vô. Đó, rồi như vậy là xong rồi đó mọi người. Còn nào anh em là muốn kỹ một cái nữa thì chúng ta có thể sử dụng cái bọc này nè để chúng ta quấn thêm một vòng nữa. Đó. Thì sau khi mà nó dính rồi thì chúng ta có thể nữa, chúng ta sẽ tiến hành mở ra và chúng ta ghép lại những cái điểm khác, nhưng mà nó phải cái hợp hợp lý nha. Nếu mà chúng ta ghép, đây là cái phần ghép rễ mà Cao Nguyên thường hay làm. Có những cây mình ghép thì bữa nay nó cũng đã liền và cũng lâu rồi mọi người, vài tháng thì nó sẽ u lên một cái cục giống như cái rễ tự nhiên, rất là đẹp, dần phát triển và nó lớn lên ha, nó dần lớn bình thường mọi người. Rồi như thế là đã xong. Và cái tiếp theo là cái phần thứ hai nữa là mình sẽ tiến hành mình sắp lại cái rễ nha mọi người nhớ nha. Rồi cái thứ hai đó là cái phần trồng cái bộ rễ đây, những cái cọng rễ như thế này mình nên bấm bỏ đi mọi người ơi, không có sao hết ha, nữa nó sẽ ra lại, nó phúng ra còn mạnh hơn nữa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sắp lại, thì đối với cái rễ này nè thì mình sẽ sắp lại rễ luôn để sao mà cho nó ôm, nó nôm và nó đẹp thôi. Rồi đầu tiên mình sẽ sắp cái phần rễ phía trong đây nè, cho nó sát vô nè, cho nó sát vô cái phần rễ chính ở ngoài nè, nó mới ngồi nó rễ đẹp. Rồi sắp rễ xong rồi, cái phần này nó cũng vẫn sẽ ôm dưới đây, thì chúng ta sẽ cố định lại bằng cái, mình sẽ lấy cái phần mà cái dây nè, dây nhôm mà đó, cũng tùy theo cái điểm của nó mà mình cố định nó lại. Đó, như vậy là xong rồi đó mọi người. Rồi mình sẽ đào cái lỗ, mình nhét cái cọng rễ xuống thôi, chứ không chả hơn nó cũng không có gì cho mọi người. Đó, nhét làm sao mà để cho nó co xuống ha, nhưng mà nó dài quá là gãy luôn rồi mọi người, thấy không, bình thường, tại vì nữa nó còn ra nữa mà, thì phải nó vậy luôn đâu. Thì mình hướng dẫn đó là cái sâu mà mình đã ghép xong, nó một cọng ép xúc. Đó, nhìn cái rễ rất là đẹp. Rồi nữa mình sẽ ghép xem vòng vòng xung quanh đây nè, ghép nhiều đó. Thì đó là cái phần mà Cao Nguyên muốn chia sẻ với mọi người. Thì các bạn muốn ghép nhiều cái ghép thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho các bạn xem một cây mai mình đã ghép rồi và kết thúc video ha. Rồi mọi người, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình dắt mọi người đi xem một cây mai mà Cao Nguyên đã tiến hành ghép rồi nè. Thì cái mai này nó cũng một lứa với cái mai vừa rồi ha. Ở đây thì khi mà ghép xong thì chúng ta nên ủ lại. Đó, đây đây là những cái phần rễ mà mai mà mình đã ghép rồi mọi người, và những có những số nó đã phát triển rất là mạnh luôn nè, thấy không. Đây cái này ghép tầm cũng khoảng tầm chừng 2 tháng ấy. Đó, thì các bạn nhìn cái những cái cọng rễ mà nếu mà nó dính hay không các bạn biết liền à. Đối với những cái mai cọng rễ dính thì nó sẽ có độ nứt ra và nó lớn lên đó, và nó mọng nước đó, như thế này thì nó sẽ dính rất là ok đó mọi người. Thì có những cái mình cũng đã mới vừa ghép bổ sung thêm đó. Thì đây là phần cây mai mình đã tiến hành mình ghép đó, thấy không mọi người, nhìn cây nó cũng rất là đẹp ha. Rồi kính chúc mọi người sẽ là thành công ha. Rồi mọi người, thì cái video về cách ghép rễ đến đây là kết thúc rồi, tại vì cái thời gian nếu chung mình ghép thì nó cũng vậy thôi, nếu mà mình ghép nhiều thì nó rất là tốn thời gian.
Thì cái mai này mình cũng chỉ ghép thêm một cái cọng rễ này nữa, để khi nào nó dính thì mình sẽ tiếp tục đó. Thì muốn ghép chỗ nào thì nó sẽ dính vào chỗ đó thôi. Rồi video đến đây là kết thúc rồi, chia sẻ với các bạn, hy vọng các bạn sẽ yêu thích cũng như là ủng hộ cho Cao Nguyên trong chặng đường sắp tới ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và cũng như là đăng ký cho kênh ha mọi người. Rồi lại cuối xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn nha.